Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cu Bẩm TV Điện Máy Trang Huệ. Thì hôm nay kênh YouTube Cu Bẩm TV nhà em nói chung là đóng hàng rất là nhiều cho tất cả các bác này. Rất là nhiều các mẫu em sẵn sụp lượng lớn xỉ lẻ cho khách này. Các đơn xỉ em có thể là gửi xe hoặc là gửi bưu đầy đủ tất cả các bác nhà mình nhá. Đây, đơn hàng chuyến hàng lần 2 nhà em này, chuyến hàng đầu giờ chiều này. Đấy các mẫu này, khoan để oát này. Khoan 12V rồi là 4 cell. Em có đủ cả này. Đây, con này là con gì ạ? À, con là con truyền vít này. Con truyền vít có để oát coi nhá. Đây, động cơ không chổi than này. Nói chung là cứ phân khúc tầm trung thì các bác cứ lựa chọn con này cho em. Rất là ngon. Còn muốn rẻ nữa thì lấy con Makita truyền vít này. Pin là pin chuẩn Navara 666 này. 1600 mAh, hàm pin sám chuẩn nhá. Chúng các bác sử dụng 3-4 tiếng bắn tôn liên tục cho em. Thì cái bộ sản phẩm này là giá tới tay các bác là 1.250.000. Một bộ gồm một thân máy này, hai cục pin 10 cell. Pin là pin 20V nhá. Một sạc bàn, một hộp đựng. Và em có tặng một mũi bắn vít và một bắn tôn. Miễn phí vận chuyển toàn quốc này. Phục vụ nói chung là con này phân khúc tầm trung, phục vụ các bác gọi là chuyên vít chuyên tôn này. Riêng cái hộp của nó bình thường này, cái nấc kim loại này, bình thường các bác ra ngoài thị trường mua cái hộp này cũng phải là bảo 250 rồi. Đấy, để oán này. Nói chung con này nhái cận cao cấp của DCF 887 nên là bao sử dụng các bác luôn. Đây, tiếp theo là con bu lông này. Nói chung là các bác làm gì cứ chọn phần phân khúc tầm trung lên cho em. Lông của Makita mã nhái cận cao cấp này, năm nay hay còn gọi là bô lông Makita 2021 đi các anh nhá. Đây, 12V này, con này thì rất là đẹp rồi. Đấy, đẹp. 20V, quên xin lỗi. 20V. Đây này, nhìn cái logo này dập đục rất là đẹp luôn. Động cơ Brulette, động cơ từ không chổi than. Nhái cận cao cấp mã của năm 2021 các anh nhá. Có hai cục pin 10 cell này. Một sạc bàn, một hộp đựng. Pin nhà em là pin chuẩn Navara 666. Hàng 20V này. Pin là 1600 mAh, sạc chuẩn. Bảo hành đầy đủ là 6 tháng cho các bác luôn. Một bộ là 1.250.000. Em miễn ship toàn quốc này. Các bác nhận hàng được kiểm tra trước thanh toán này. Có tặng một đầu chuyển sang chuyên vít và một đầu chuyển sang khoan để anh em nhà mình sử dụng luôn. Hộp thì rất là đẹp, nấc bằng kim loại để các bác sử dụng luôn nhá. Rồi, tiếp theo lên cho em này. Nói chung là các bác nào mà làm trần bắn thạch cao thì lên cho em con này. Trần vách thạch cao hoặc là bắn vít bắn tôn này, lên cho con này. Hu can 4 cell này. Anh ơi, hu can 4 cell là các anh nhá. Đây, phiếu bảo hành đầy đủ này. Động cơ từ không chổi than. Cái sạc cốc nhá. Nghe tiếng máy, các bác nghe tiếng máy giùm em này. Rất là khỏe các anh nhá. Rất là khỏe này. Đầu auto lock đầu 10 ly. Con này thì có 23 cấp trượt này, có hai chế độ nhanh chậm canh điều chỉnh trên máy cho em nhé. Có chức năng khoan sắt khoan gỗ và bắn vít bắn tôn. Động cơ không chổi than, đèn led đầy đủ, đèn led con này cực kỳ là sáng luôn, đạo chiều đầy đủ nhá. Thì con này thứ nhất thích hợp cho các bác mà làm trần vách thạch cao, bắn thạch cao này, hoặc các bác xài gọi đồ điện tử hoặc là xài đồ điện dân dụng ấy, lắp đặt các thiết bị đồ điện trong nhà cũng rất ok, cũng không chổi than nhé. Một bộ gồm một thân máy này, hai pin, một sạc, một hộp đựng và bộ phụ kiện 24 món trên hình nhé. Giá tới tay các anh là 700.000. 700.000 này em miễn ship này, các bác nhận hàng các bác kiểm tra hàng trước thanh toán luôn cho em cả hộp đựng này luôn. Thì tiếp theo là gọi là có Makita đầu khoan đầu 10 ly rồi thì không thể thiếu cái con Makita, có con hu can. Động cơ không chổi than rồi thì không thể thiếu cái con Makita rồi. Makita chuyên vít. Đấy, các bác bắn thạch cao này, hoa bác còn lại bắn vít bắn tôn. Đầu chuyên vít thì giữ vít rất là chắc chắn cho em. Động cơ có than, có đèn báo này. Nhưng cái này nó sẽ tự động búa này. Tự động búa khi các bác sử dụng. Nhà em có rất là nhiều video nói về con này rồi. Đấy, giá cho các bác là 700.000. Có tặng một mũi bắn vít này, một mũi vít 5 cm, một mũi vít 9 cm. Các anh nhà mình luôn. Đấy. Một bộ là một thân máy, hai pin, 4 cell, một sạc. Sạc con này là sạc 18V.
một sạc và hộp đựng cho bác luôn nhá. Giá là 700, miễn ship tới tận nhà đây. Nhân hàng kiểm tra hàng thoải mái, chứ thanh toán luôn cho em. Rồi này, có một mã này, một mã này để em sale này. Mã này em còn ít để em sale thanh lý luôn. Còn ít để em sale thanh lý luôn cho các anh nhá. Con này thì nói chung là thiết kế. Con này hết pin rồi. Đây. Rất là khỏe luôn. Đầu 10 ly các anh nhá. Có 2-3 cấp trượt này. Con này thì không tốc khoan gỗ và vít vấn tôn. Có 2 chế độ nhanh chậm và canh điều chỉnh trên thân máy cho em. Động cơ từ không chổi than nhá. Con này em còn số lượng ít, em thanh lý nốt này. Giá 650. 650.000 một bộ đầy đủ. Một thân máy, 2 pin 4 cell, một sạc, một hộp đựng. Và em miễn ship toàn quốc tới tay tận nhà các bác nhá. 650 này. Và tiếp theo là cái con bê tông pin bỗ này. Rất là khỏe luôn. Có thể là khoan bê tông này, khoan có bố này và đục luôn cho em nhé. Con này thì nhà em là làm hàng pin xanh, pin Navara, hàng màu xanh. Pin xanh ấy chuyên dụng cho máy mài và máy khoan bê tông, hoặc là tránh trường hợp các bác vào tải. Đảm bảo cho các là vào tải không bị ngắt mạch các anh nhé. Một bộ gồm một thân máy này, 2 pin, một sạc bàn, một hộp đựng. Giá từ đây các bác là 1.700.000 với hàng pin xanh. Còn các bác nào muốn lấy hàng pin rẻ thì lấy sang pin tím cho em, giá là 1.500.000. Đấy, nhưng nói chung là các bác thợ nên lấy hàng pin xanh để cho nó gọi là nó không bị ngắt mạch, vào tải ok. Và tiếp theo thì lên cho em cái con bu lông đều á. Nói chung là em bán gọi là rất là chạy trong thời gian vừa qua. Bởi vì sao? Nó là phân khúc tầm trung, giá thì hợp lý cho anh em sử dụng này. Bu lông đầu rỗng kiếm vít kiếm tôn được luôn cho em nhé. Và hàng em là hàng pin chất lượng, pin xám Navara 666, pin 1000 chuẩn, 1600mAh cho các bác luôn nhé. Pin này sử dụng các bác có thể là 2-4 tiếng hoặc tùy vào tải nhé. Đây, rất là khỏe luôn. Con này là nhái cận cao cấp của mã DCF887 cho em nhé, 20V. Con này thì có 2 chế độ này, 2 cấp trượt này, 2 chế độ nhanh chậm nhé. Đây, tua nhanh đây, tua chậm cho các bác này. Đấy, tua nhanh đây. Động cơ không thổi than. Thì con nào cũng đèn, con này có 3 đèn nữa là rất là sáng này. Đèn led rất sáng đầy đủ và đảo chiều đầy đủ. Nói chung con này đẹp từ hình thức đến cái chất lượng bên trong máy, cực kỳ là ok luôn. Giá là 1.250 cho các anh luôn nhá. Trong máy còn kèm cả một khẩu 22. Còn bên em sẽ tặng kèm các bác là một đầu chuyển sang chuyên vít và một đầu chuyển khoan luôn cho các bác nhá. Và cái một mã máy nữa là em bán gọi là phải đứng tốt rồi. Nói chung là đứng tốt. Vì nó đa di năng các anh nhá. Con này con khoan 3 chức năng, đầu 13 ly của Makita, chân pin phổ thông các anh nhá. Em có bán cả thân máy rời hoặc có bán cả nguyên bộ nhá. Đây, Makita 3 chức năng, đầu 13 ly, động cơ từ không chổi than, máy gì đó khỏe. Pin là pin 10 cell nhá. Còn các chỉ số là 198 hay là 88 hay là 72 các bác không cần quan tâm đâu. Pin là từ 18 đến 21V, sạc đầy lên đến 21V nhá. Có 20 cấp trượt này, có 3 chức năng là khoan bắt vít này, khoan sắt khoan gỗ này và có búa là khoan tường khoan bê tông. 2 chế độ là nhanh chậm thì các anh điều chỉnh trên xe máy luôn cho em nhé. Đầu 13 ly đồ auto lock cho các bác nhé. Nói chung con này các bác làm đa di năng, các bác anh em thợ làm rất là ok. Còn các bác xài gia đình, xài gia đình mà muốn mua một con máy thì cứ lên con này cho em, đa công việc luôn. Một bộ gồm một thân máy này, 2 pin, một sạc, một hộp đựng. Bên em sẽ tặng kèm các bác là 20 khoan năng 68 hàng chất lượng. Giá tới tay tận nhà các bác là 1.100.000 này. Còn các bác lấy thân máy không thì là 650 nhé. Bên em miễn ship toàn quốc rồi. Anh yên tâm sử dụng luôn cho em. Bảo hành 6 tháng trên toàn quốc cho tất cả các bác cho mình luôn. Rồi này. Nói chung là các bác còn hàng rẻ này, bu lông rẻ lên cho em. Bốn hàng bu lông rẻ lên cho con Makita. Makita bu lông này. Đấy. Những nguồn vàng, hai hàng đèn, một hàng đèn ngang là báo tốc độ. Hàng đèn dọc báo pin cho em. Điều chỉnh tốc độ này. Đấy. Giá từ tay các bác là 950 một bộ đầy đủ. Một thân máy, 2 pin 10 cell, một sạc bàn, một hộp đựng. Bên em sẽ tặng kèm các bác là một đầu chuyển sang chuyên vít, một mũi bắn vít, một mũi bắn tôn. Đấy, bu lông đầu rỗng các bác vừa có thể xếp mở bu lông, vừa bán vít bán tôn luôn. Nói chung mà anh em mà đi công trình mà muốn cái con hàng rẻ thì cứ lên con này cho em. Đấy.
Còn các bác nào mà có pin hoặc đóng pin rồi thì lên cho em thân máy. Thân máy không là 500 ngàn, miễn ship từ tận nhà các anh luôn nhá. Còn các bác mà chuyên vít chuyên tôn thì lên cho em con Makita chuyên vít. Đầu này, giữ vít rất là chắc chắn luôn cho em. Đấy. Con này một bộ của nó này, một thân máy hai pin này sạc một đựng. Giá là 950 đấy, muốn rẻ gọi là muốn rẻ đi công trình gọi thoải mái hoặc là vất lay vất lóc này, nên cho con này 950.000 đỡ tiếc. Đấy. Con này pin 10 cell nhá, một thân máy hai pin một sạc một đựng. Giá 950 tới tay cận nhà các bác, có tặng một mũi bắn vít, một mũi bắn tôn, hai nguồn vàng, hai hàng đèn, một đèn báo pin, một đèn báo tốc độ các anh nhá. Đèn led rất là sáng luôn. Đấy. Con này giá tới tay các anh là 950 này. Miễn ship này, các anh nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái cho em. Còn các bác mà gọi là chỉ có nhu cầu thoải mái thân máy này, các anh ở nhà có pin sẵn rồi, có pin chơi pin phổ thông của Makita rồi thì lên cho em thân máy 500 ngàn thôi nhá. Miễn ship này. Đặc biệt khi các bác mua combo hai sản phẩm thì sẽ được giảm giá nhá. Thì bên em có rất là nhiều các mã nữa. Thì các bác nào có nhu cầu thì có thể là liên hệ trực tiếp qua bên em qua ba đầu số này 0982 826628 này, 0929 826628 hoặc 0768 826628 nhé. Rất là nhiều các mặt hàng và toàn bộ sản phẩm bên em đã đều có video test thử, test trực tiếp cho tất cả các bác như mình rồi. Bác muốn xem sản phẩm nào có thể là vào ấn vào và xem thử cho em, hoặc là nhắn tin Zalo số điện thoại nhà em để em có thể giải đáp mọi cái nhu cầu thắc mắc của các bác. Các bác có nhu cầu đặt hàng để lại cho em số điện thoại ngay tại video hoặc trực tiếp gọi số đến ba đầu số hotline của em nhé. Vâng, em xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác xem nhà em thì nhớ đăng ký kênh hoặc là ấn chuông thông báo để có thể theo dõi video mới nhất nhé.